Chào các bạn, mọi người vẫn thường ví von iPad mini 1 và iPad mini 2 là một cặp song sinh cùng trứng vì chúng khá giống nhau. Các bạn có thể nhìn qua trước mắt các bạn là sản phẩm mini 1 ở bên dưới và sản phẩm mini 2 bên trên. Từ hình dáng, màu sắc, phím home, phím nguồn hoặc là sắc cắm, tai nghe, loa đều y chang như nhau. Và nhiều người vẫn không biết cách phân biệt đâu là mini 1 và đâu là mini 2. Hôm nay qua clip này, Wavecom sẽ giới thiệu với các bạn một số cách cơ bản để phân biệt hai sản phẩm này. Đầu tiên chúng ta sẽ để ý đến tên gọi một chút. Nếu như ở mini 1 chỉ đơn thuần là mini 1 thì ở mini 2 lại còn có một tên gọi khác, đó là mini Retina. Sở dĩ lại có tên gọi như vậy vì mini 2 được trang bị màn hình Retina vô cùng sắc nét. Thứ hai, chúng ta sẽ phân biệt về phần cứng. Nếu như ở mini 1 chip xử lý là A5 lõi đôi thì mini 2 chip xử lý là A7 cùng công nghệ 64-bit của Apple. Nếu bạn là một người dùng phổ thông chỉ lướt web, chat chip thì chiếc mini 1 này đủ để làm bạn hài lòng. Tuy nhiên, nếu bạn ưa thích sử dụng các ứng dụng và chơi game với cấu hình cao thì chiếc mini 2 này là một sự lựa chọn sáng suốt. Vâng, trên đây là một số bước cơ bản mà Wavecom muốn chia sẻ đến các bạn để giúp các bạn một phần nào đó trong việc phân biệt giữa iPad mini 1 và iPad mini 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.